Các bạn đọc cái bảng thành phần của sản phẩm này, các bạn sẽ thấy nó có khá nhiều vấn đề này. Đầu tiên đó là không có bảng hàm lượng dinh dưỡng, tức là chúng ta không biết được trong này đã chứa bao nhiêu calo, bao nhiêu chất đạm, bao nhiêu chất béo này kia đó. Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng nó ghi là nó có bột sữa béo, gạo lứt sữa. Gạo lứt sữa là cái gì? Ủa gì vậy? Gạo lứt có là gạo lứt huyết rồng, là gạo lứt tím than, gạo lứt Điện Biên này kia, gạo lứt sữa là gạo lứt gì, rồi hạt sen, hạt đậu đen, đậu trắng, đậu đỏ, đậu xanh, mè trắng, rồi được làm theo công thức gia truyền, chưa chị tăng cân. Thì những cái thành phần này mà gia truyền cái gì? Cái sữa bột béo là cái gì các bạn? Là cái sữa bột mà hay có trong những cái sữa mà trẻ em, và cái sữa đợt Yummy Meal các bạn nhớ không? Tôi có nói rồi á, thì nó cũng có rất nhiều cái sữa bột béo này. Và đây đều là những cái nguyên liệu rẻ tiền nha các bạn. Chỉ có ở đây là cái sữa bột béo với cái mè trắng thì nó sẽ có cái lượng calo cao. Nhưng mà nó thường không được dùng nhiều trong cái ngành ngũ cốc. Và thường ngũ cốc tôi chưa bao giờ thấy có sữa bột béo trong này cả. Đó. Và những cái hạt mà nó chứa nhiều dầu, ví dụ như là mè trắng á, thì thường nó không được quá 10% tỷ lệ trong đó. Tại vì xay nó không được các bạn, nó sẽ bị bết. Rồi. Còn về cái đậu trắng và đậu đỏ này thì cái lượng calo nó rất là thấp các bạn. Tôi nhớ là tầm chưa tới 100 calo trong 100g. Và những cái đậu còn lại thì calo của nó ở mức trung bình thôi. Thì không hiểu là dựa vào đâu mà có thể nói là cái này có thể giúp được tăng cân. Dựa vào cái phía dưới này các bạn, đó là cái phần hướng dẫn sử dụng. Thì chị này hướng dẫn sử dụng đó là pha cái ngũ cốc này uống một ngày ít nhất là 3 lần và uống với sữa đặc với đường. Và nên muốn tăng cân nhanh thì phải uống với nhiều đường, với nhiều sữa đặc nữa để mà nó mau chóng tích mỡ. Tại vì sao khi mà tôi hướng dẫn các bạn dùng ngũ cốc, tôi khuyên các bạn là chúng ta không nên dùng sữa đặc. Và nếu mà có dùng đường, các bạn nên dùng đường từ thiên nhiên, ví dụ đường thốt nốt hay là đường mía nhưng mà nó chưa qua tinh chế. Tại vì tôi không có quan tâm lắm quá mức tới cái cân này các bạn, mà tôi quan tâm đến cái sức khỏe các bạn đi kèm nữa. Tôi không bất chấp theo cái kiểu mà tôi bán sức khỏe các bạn để mà tôi giúp các bạn tăng được cân. Các bạn thì nhớ cái điều đấy. Tại vì sao? Tại vì uống cái kiểu như thế này vào chắc chắn nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái tuyến tụy, ảnh hưởng đến cái insulin các bạn. Insulin các bạn tăng cao thì đương nhiên nó sẽ giúp các bạn tích mỡ, nhưng đó là với những người khỏe mạnh, những người bình thường. Còn nếu các bạn đang có vấn đề về sức khỏe, về nội tiết thì rất kinh khủng, cái điều này nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái vấn đề gây kháng insulin sau này và có thể gây tiểu đường cho các bạn nha. Nên là đừng có nghe theo cái kiểu uống như thế này là sau này là mệt mỏi á nha. Y bà, bà. Minh Trí đồng hành cùng bạn tăng cân an lành.